chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và sau đây là nội dung chi tiết của kênh mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi Thiên An tung bộ ảnh đáng yêu kỷ niệm ngày con gái tròn một tuổi. Thiên An là cái tên không còn xa lạ đối với giới trẻ, có hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu, diễn viên, gây ấn tượng khi góp mặt trong loạt MV phim điện ảnh. Cô từng phải gác lại sự nghiệp để chào đón con gái tên Yên Đan hay còn gọi là bé Son. Đến nay, ái nữ đầu lòng đã tròn một tuổi. Vào đúng ngày bé có tuổi, Thiên An khiến dân tình bấn loạn khi chia sẻ bộ ảnh trong veo đẹp đến nao lòng cùng con gái cưng. Trong lọt ảnh, nội diễn viên và bé Son tương tác rất tự nhiên, hai mẹ con cùng khoe trọn nét đẹp dịu dàng dưới ống kính khán giả không khỏi bất ngờ khi ái nợ tròn một tuổi đã có nhiều biểu cảm ngộ nghĩnh dạng dị và rất dễ thương cô bé hứa hẹn sẽ kế nghiệp mẹ trong tương lai người đẹp sinh năm 1998 gửi lời tâm tình đến ái nữ đầu lòng hôm nay ngày 1 tháng 4 2022 chúc mừng bé yêu của mẹ tròn một tuổi chỉ mong con luôn vui vẻ bình an luôn trong vòng tay mẹ và chúng ta cùng nhau đón chờ những điều tốt đẹp ở phía trước nhé bé con thay mặt bé mẹ an xin gửi lời cảm ơn đến những lời yêu thương chúc mừng của cô chú anh chị dành cho bé ạ à. Từ khi xác nhận đã sinh con gái đầu lòng và làm mẹ đơn thân, cuộc sống của mẹ con Thiên An được đông đảo cộng đồng mạng quan tâm. Một thân một mình mang thai, đi sinh và chăm sóc bé Son, nữ diễn viên đã rất mạnh mẽ, không ngừng cố gắng để con gái có cuộc sống đầy đủ, phát triển trong môi trường tràn ngập tiếng cười, tình yêu thương. Bé Son trọng phía rất cứng cáp, dễ thương, hai mẹ con diện trang phục trắng tinh khôi, cùng nhau ghi lại những kỷ niệm đẹp nhất trên nhật ký lớn khôn của con. Nhiều người không khỏi thích thú trước vẻ đáng yêu của cô bé. Từ khi có con gái, nữ diễn viên đã thay đổi rất nhiều cho cuộc sống bịp sữa. Chia sẻ với chúng tôi, tao nữ mưu kế thượng lưu bọc bạch. Trước đó mình còn là cô gái rất tự do, luôn dành thời gian để chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống. Nay mình phải chia sẻ thời gian đó cho bạn này mà bạn mong manh dễ vỡ nên lúc nào cũng phải cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc. Còn có một điều an thay đổi kinh khủng là lúc nào cũng phải skin care vào một giờ sáng ngày hôm sau. Lúc đó mới có thời gian chăm sóc bản thân. Là mẹ đơn thân, nội diễn viên đã nhanh chóng trở lại làng giải trí, tham gia các dự án khi con chưa tròn một tuổi. Thiên An nhiều lần phải đắn đo khi phải xa con, thậm chí từng khóc trên phim trường vì nhớ con, tuổi thân khóc vì nhớ con. Cô tâm sự, lúc đó tôi nhớ và lo cho con rất nhiều vì hai mẹ con đã xa nhau hai tuần. Tôi cũng muốn đón hai bà cháu lên thành phố Hồ Chí Minh sống cùng, nhưng mẹ tôi không muốn. Bà đã quen cuộc sống có người thân hàng xóm ở Bình Dương. Ra ngoài làm việc tiếp xúc rất nhiều người, tôi sợ không may mang mầm bệnh về cho con nên chấp nhận sống xa con, cân đối thời gian để đi về liên tục giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Nhiều đêm tuổi thân mất ngủ vì nhớ con, tôi chỉ biết tự động viên mình cố gắng lo cho con đầy đủ. Ngắm nhìn con lớn khôn mỗi ngày là niềm hạnh phúc vô bờ của nữ diễn viên trẻ. Khán giả gửi nhiều lời chúc mừng, mong nhóc tỳ luôn ngoan ngoãn, giúp nữ diễn viên vơi bớt khó khăn tất bật của cuộc sống. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo